Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn từ A tới Z phần mềm dựng phim Premiere. Thì đây là một cái phần mềm rất là phổ biến mà bất kỳ dân dựng phim nào cũng sẽ biết đến và dùng cái phần mềm này. Nó khá là thông dụng và đơn giản. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tất cả những cái gì liên quan đến nó. Đương nhiên là sẽ có hai phần. Phần đầu sẽ là phần cơ bản để ai cũng có thể làm được, từ những người chưa biết gì và có thể dựng được liền sau khi đọc cái clip này, coi cái clip này và làm theo. Phần thứ hai sẽ là phần nâng cao ứng dụng và những cái đi sâu vào thực tế hơn và dựng trên những cái clip thực tế. Thì các bạn, nếu các bạn theo dõi cả hai phần này, xem như các bạn thao tác thuần thục mọi thứ thao tác trên Premiere và các bạn có thể ứng dụng vào tất cả các video clip của mình trên cái mạng xã hội cũng như là các cái video clip. Bây giờ khi mình mở Premiere lên, các bạn mở Premiere lên thì các bạn sẽ thấy là cái mục New Project và Open Project. Thì cái Open Project này là để mở những cái project cũ. Mình có thể mình bấm vào đây để mình đi tìm cái project cũ mình mở ra. Hoặc là những cái project cũ nó sẽ hiện lên gần đây, sẽ hiện lên đây, mình bấm vào đây sẽ mở ra. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái project hoàn toàn mới. Thì mình sẽ vô cái mục New Project. Và cái đường dẫn này nó sẽ nhớ cái đường dẫn trước đó. Bây giờ mình phải tạo một cái đường dẫn mới. Mình phải vào đây, chọn cái location và mình sẽ đi vào cái mục là cái nơi mà mình muốn chứa. Ví dụ hôm nay tôi tạo một cái mới hoàn toàn đi, là Project Training. Rồi, mình sẽ vào đây, Select Folder, và ở đây mình đặt cái tên cho cái project là ví dụ như là Training phần 1 Premiere. Ok, rồi create nó ha. Thì như vậy á, mình sẽ có những cái giao diện cơ bản. Các cái giao diện này ý nghĩa như sau. Cái phần này á là cái phần project, cái phần này để chứa nguyên liệu, để mình import nguyên liệu vô ha. Phần này để chứa nguyên liệu. Phần thứ hai là phần này, là nó gọi là màn hình review, là để mình xem các cái clip, mình review các cái clip coi nó có cái gì. Phần thứ ba là phần timeline. Phần timeline là cái phần mình sẽ thao tác tất cả những cái edit, những cái xử lý, những cái âm thanh, những hình ảnh, những cái hiệu ứng là sẽ xử lý trên đây. Và phần thứ tư á, là cái phần program, tức là cái màn hình mà nó cho biết cái kết quả sau cùng, cái thành phẩm của mình, cái final của mình nó như thế nào. Và ngoài ra nó sẽ có một cái gọi là cái thanh toolbar. Cái thanh toolbar đó, hay là cái thanh toolbar là để cái thanh công cụ để mà mình cắt, mình xử lý. Cuối cùng là cái mục là chỉnh màu cũng như là những cái timelapse chữ. Đó, này là cái hiệu ứng ở đây ha. Những cái timelapse, những cái hiệu ứng ở đây. Các bạn nhớ bấm vào nút subscribe nhé, để tôi có động lực làm những cái video tiếp theo. Mục đầu tiên mình sẽ đi vào là import. Thì mục import này để mình biết được là mình đưa một cái file vào. Thì cái cách thứ nhất là mình có thể click chuột trái hai lần và mình sẽ chọn tất cả những cái video mà mình muốn edit vào đây. Ví dụ mình chọn hết như thế này. Đó. Rồi. Khi đó là mình sẽ thử coi là nó có cái gì trong đây.
cái giỏ. Đó, mình kê chuột đây ha, mình play. Mình nghe và mình nhìn, quan sát cái hình ảnh ở đây. Đó, rồi, ở đây á, nó có một cái nút là pin. Mình có thể chuyển qua, chuyển lại hai cái chế độ này để mình xem cái icon, xem cái hình thumbnail cho nó rõ hơn, hoặc là mình coi cái list thôi cho nó gọn. Thì tùy, thông thường là tôi sẽ để cái list này để cho nó gọn, nó nhìn thấy được nhiều hơn. Ở đây mình tạo một cái pin mới. Ví dụ, cái pin của mình tên là Audio Music. Thì nếu mà mình import những cái gì liên quan tới audio, tới voice, tới âm thanh, tới music thì mình sẽ bỏ vào đây. Ví dụ mình sẽ nhấp đúp vào đây. Và lúc này mình sẽ import. Giả sử bây giờ tôi cần những cái voice để làm cho cái phim. Ví dụ như là cái voice ha. Đó, cái voice. Chị nói em biết Noel rồi mà chị không biết mua gì tặng cho mẹ hết. Đó. Hay là một cái nhạc để mình làm phim. Music. Thì tôi sẽ cung cấp cho bạn, đây là cái nhạc free mà nó không bị bản quyền. Thì mình sẽ vô đây mình đưa những cái bản nhạc này vào. Đó, bây giờ mình có thể mình coi thử ha. Quả tấu. Ok, đó là cái nhạc. Rồi, như vậy là mình đã biết được là cái chức năng của cái pin project là cái gì. Nó sẽ chứa những cái tập tin, những cái nguyên liệu để mình có thể mình dựng phim, bao gồm hình ảnh, âm thanh, nhạc. Mình có thể import những cái hình ảnh như thế này, những hình ảnh mình download trên mạng, ví dụ như là cái hình này. Đó, import nó vào. Đó, thì đó là mình là xong. Nếu như mình muốn xóa một cái file nào đó, giả sử như bây giờ mình muốn xóa một cái file, mình xóa lộn, hoặc là mình muốn chủ đích xóa một cái file gì đó, thì mình có thể xóa ví dụ cái hòa tấu này đi, tôi xóa nó. Thì khi mình xóa cái file này, nó không có nghĩa là cái file trong Windows bị mất, mà nó chỉ là mất cái icon link ở trên đây thôi. Thì nó không sao hết, mình hoàn toàn có thể import lại cái file đó khi mình xóa nó. Mình tìm lại cái file đó, ví dụ cái file đó là cái file hòa tấu này, thì tôi import nó lại. Nó không hoàn toàn, nó vẫn còn, không mất ha. Rồi, như vậy là cái phần pin của mình xong. Bây giờ cái cửa sổ thứ hai của mình là cái cửa sổ này, là nó cho phép mình view, mình xem coi nó có cái gì. Đó, cái nút này là cái nút mình, ví dụ cái máy mình nó nặng quá, mình giảm chất lượng xuống thôi, nhưng mà không cần thiết. Còn cái nút này là để nó zoom, nó zoom, nó phóng to, mình thường mình để fix ha. Đây là cái timeline, là cái time code, là cái thời gian. Cái này tổng thời gian của clip này là 3 phút 4 giây. Còn cái này là cái current time của mình. Đó, rồi. Đó là cái màn hình này ha. Thì á, ở đây nó có một cái nút chụp hình. Ví dụ, ở đây là tôi muốn chụp tấm hình này để tôi giữ nó lại, để tôi làm một cái thumbnail, làm một cái cover. Thì tôi chụp hình tấm này, chụp nó, đặt tên cho nó là ví dụ như là thumbnail của cái flycam. Đó, thì khi đó mình đi ra cái phần là download này, mình sẽ thấy cái file thumbnail đó nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lên cái chữ. Mình lên cái chữ ra, mình dùng Photoshop hay mình dùng phần mềm free nào đó. Ví dụ như đây tôi dùng một cái phần mềm này ha. Thì giả sử như đây, giả sử như tôi lấy cái tấm hình vừa rồi mới chụp á, lấy tấm này. Rồi, tôi sẽ đặt tên cho nó là
open box. À, cái Lightcam này có tên là Mavic Air 2. Rồi cho nó nhỏ lại chút xíu. Đó, thì như vậy là mình có được cái thumbnail rồi đúng không? Lát mình sẽ dùng cái này làm cho cái thumbnail. Thì chỗ này mình sẽ export nó ra. Cái này nó hơi ngoài lệ chút xíu nha, nhưng mà nó ý nghĩa của cái phần chụp hình đó. À, như vậy á, là ở trong cái này thì mình sẽ có tấm hình đó, thấy không? Tấm hình mà mình mới vừa làm nè. Đó, do mình chụp hình rồi mình xử lý bên ngoài thì mình có tấm hình này. Thấy chưa? Lát mình sẽ dùng cái tấm này làm cái cover, một cái title cho cái video của mình. Rồi, như vậy đó là cái phần cái màn hình review. Bây giờ tới cái phần quan trọng là cái phần timeline của mình. Cái phần này nó gọi là timeline. Thì cái phần này ý nghĩa của nó là một cái nơi để mà mình sắp xếp các cái clip của mình. Mình sắp xếp, mình edit, mình dựng, mình xử lý hình ảnh, mình xử lý video, mình xử lý âm thanh, mình xử lý chữ, mình xử lý kỹ xảo. Thì nó sẽ ghép, lắp ghép những cái nguyên liệu của mình lại để nó ra được một cái thành phẩm mà mong muốn. Thì nó gọi là cái timeline. Thì để cho cái timeline nó hoạt động này, thì mình phải tạo ra một cái sequence, tức là một cái nơi để chứa các cái clip. Timeline là cái không gian để mình thao tác. Bây giờ mình tạo một cái sequence nhé. Cái sequence mình có thể tạo là như thế này. Và ở trong cái sequence này khi mình tạo á, mình nhớ cho tôi là vào cái mục này, HDCam ES, và chọn cái HDCam 1080p30. À, chọn cái mục này tại vì nó thông dụng nhất thôi, bởi vì cái thông số này là cái thông số rất là thông dụng để làm video. Chứ thực ra là nó có nhiều cái dòng máy, nhiều cái chuẩn khác nhau, nhưng mình cứ cơ bản mình lấy cái này là nó thông dụng nhất. Rồi, tôi sẽ nói là khi mà mình cái sụt của mình nó khác đi á, nó là SD hay là nó là 4K hay nó là bất cứ một cái chuẩn khác thì mình sẽ có cái cách điều chỉnh sau. Nhưng mà ban đầu mình sẽ chọn cái này. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái tên của cái clip này là Open Box Mavic 2 Air 2. Ok, bấm ok một cái. Thì các bạn nhìn nha, cái sequence á, là nó có cái hình này, nó sẽ khác với các cái clip nha. Mỗi cái nó sẽ có một cái icon khác nhau, nhưng các bạn phải chú ý rõ cái icon của cái sequence là nó sẽ khác một chút ha. Rồi, như vậy á, khi mà mình tạo cái sequence như vậy á, thì mình sẽ thấy là cái tên của cái này nó sẽ là cái này luôn nè. Nó đang mở cái sequence nè, nó trùng với cái này. Cấu tạo của một cái sequence trên nằm trên cái timeline á, thì mình sẽ thấy là mình sẽ có lớp video 1, video 2, video 3, audio 1, audio 2, audio 3. Thì đây là những cái layer, những cái lớp để mình xử lý. Và nó cho mình cơ bản là có 3 lớp theo nguyên tắc chồng lên nhau. Lớp 1 sẽ nằm dưới, lớp 2 sẽ nằm lên trên, và lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thì bây giờ mình thử ví dụ nhé. Mình thử ví dụ là mình có một cái hình, cái video này đầu tiên. Khi mình kéo nó qua đây, hoặc là mình kéo nó từ trên đây xuống thì cũng như nhau thôi. Thì cái việc đầu tiên của cái sequence nó sẽ hỏi là tôi thấy cái set, cái thông số của sequence và cái thông số của cái video mà bạn đang dựng nó khác nhau. Bây giờ làm sao? Thì bây giờ mình sẽ chọn cái bên trái là để cái sequence của mình nó sẽ follow theo cái setting của cái video gốc. Và như vậy các bạn không lo là các bạn chọn một cái sequence ở cái bước hồi nãy nó bị sai. Tại vì ở cái bước này nó sẽ hỏi lại. Nếu như các bạn bấm bên trái là Change Sequence Setting,
thì lập tức cái sụt và cái sequence nó sẽ đồng bộ và cái sequence nó sẽ giống như cái sụt. Thì đó là cái mong muốn của mình. Bấm vào đây. Nhà make sure là cái sequence nó đã giống. Thì á, khi mình kéo qua luôn luôn á, luôn luôn mình kéo vào cái lớp 1, mình đừng có kéo vào lớp 2 như thế này. Lớp 2, lớp 3, lớp 4 nè. Thấy chưa? Tại vì cái lớp 1 mình phải xài trước, rồi nó full lớp 1 mình mới xài lớp 2. Mình xài lớp 1 trước. Rồi giả sử bây giờ nha, ở trên cái hình này nè, tôi muốn có một cái layer 2 là có một cái logo hoặc là có một cái hình minh họa đi. Thì lúc đó đó, giả sử cái hình minh họa là cái flycam này đi. Thì như vậy lúc này tôi sẽ bỏ lên lớp 2. Đó, bạn thấy không? Cái hình minh họa nè. Thì cái hình minh họa này mình có thể mình di chuyển nó qua một cái góc nào đó, mình để ngay góc nào đó. Đó là cái ý nghĩa của lớp 2. Cái thạch nhớ này. Lớp 2, lớp 3, lớp 4 cũng vậy. Khi mình trồng, lưu ý nha, khi các bạn trồng một cái hình nào đó lên, ví dụ cái hình này. Ví dụ tôi bỏ lên đây chẳng hạn. Thì lập tức nó sẽ che đi cái lớp 1. Nó che bao nhiêu á là do cái diện tích của nó, nhưng mà nó sẽ che, ví dụ như trong trường hợp này nó che hết, trong trường hợp này nó che một ít. Hả? Như vậy thì cái lớp ở trên cao nó sẽ che cái lớp dưới thấp. Lớp trên cao sẽ che lớp dưới thấp, cho nên những cái lớp chính mình để dưới, sau đó những cái lớp kia mình sẽ nối lên trên, và tùy theo cái mục đích của mình. Mình muốn có nhiều hình chồng lên nhau, hay là mỗi hình nó nằm ở một cái vị trí nào đó, thì mình sẽ sắp xếp các cái layer cho nó hợp lý. Và cái lớp nền sẽ là cái lớp to nhất, cái lớp mà video nó đầy màn hình nhất, thì mình để lớp 1. Rồi các cái nút màu xanh này nè, nó bật tắt cái video này, nó sẽ enable cái clip của mình. Ví dụ như bây giờ thế này. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái clip thế này. Rồi, tôi muốn cái chỗ này nè là nó thay bằng cái hình này. Nó thay bằng cái hình này ha, cái chỗ này. Nó thay bằng cái hình này, thì chỗ này tôi sẽ chọn in nè. In là nút đầu, là nút begin á, và cái nút này là out. Thì khi đó đó, nếu như mà tôi bật cái màu số 2 và tôi để cái số 1 nó ngang hàng với cái số 2, thì khi bấm cái override nè, thì nó sẽ chuyển cái sụt á lên cái lớp số 2. À, tắt cái audio này đi. Đó, thì như vậy là cái chỗ này nè là nó sẽ nhảy qua cái hình. Đó, nó nhảy vào cái hình này. Thấy chưa? Thì đó là lớp 2. Thì ý nghĩa nếu mà mình tắt cái này á, thì nó tắt cái này thì nó không có cái gì để nó đi xuống hết, cho nên là phải bật. Tuy nhiên các bạn quên nó luôn đi, không có quan tâm tới cái chuyện bật tắt cái màu xanh này nữa và kéo lên cái số này nữa, mà các bạn cần đưa cái gì xuống thì các bạn nắm cái hình này nè, kéo thả nó xuống. Đơn giản ha. Đó, thích nó dướng chỗ nào, thích nó xuống chỗ này thì nắm. Cái này là hình, cái này là tiếng. Nếu các bạn xài hình các bạn lấy này, nếu có trường hợp có khi các bạn bài nhạc các bạn lấy tiếng thì các bạn lấy cái dưới. Thì cái này lấy hình nè. Còn cái này là lấy tiếng nè. Nên phải bật cái này lên. Lấy tiếng. Đó. Thấy chưa? Tách riêng nó ra, hoặc là lấy cả hình lẫn tiếng thì mình nắm cái này kéo. Cả hình và tiếng nha, nắm cái này kéo. Ok. Rồi như vậy là các cái chức năng trên đây á, mình chỉ quan tâm cái nút chụp hình, cái nút in, out, và kéo nó xuống hình hay tiếng hay là cả hai. Còn những cái nút này á, hồi nãy tôi có nói nó rất là rối, nó không có quan trọng ha. Nó chỉ quan trọng ở trong cái trường hợp này nè. Ví dụ như bây giờ ở đây á, mình nói tới cái đoạn này, mình muốn chèn nó vô một cái video clip khác. Ví dụ là một cái video clip tôi lấy đại một cái video clip khác đi. Tôi lấy đại là cái hình này đi. Đó, thì muốn cái chỗ này mà mình chèn vô một cái hình thì lúc này mình sẽ dùng cái nút này để làm chi? Để nó chèn vô. Chèn cái này. Đó, tới đây là nó chuyển qua cái hình này.
Thấy chưa? Nhưng mà mình vẫn có cái cách không phải dùng lúc đó là mình nắm cái này mình kéo xuống, nhưng mà mình sẽ bấm nút Control. Bấm nút Control thì nó sẽ cũng tách ra. Như vậy hai cách làm như nhau. Và thường tôi làm cách thứ hai nhanh hơn. Tôi bấm Control, tôi kéo xuống thế này thì nó sẽ tách ra như thế này. Ok, nắm được không? Tương tự audio cũng vậy. Audio mình sẽ có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó. Thì cái đối với cái video mà các bạn cần thêm player thì các bạn cứ kéo nó lên lớp 4, thả ra, tự động nó sẽ tạo ra lớp 4. Tiếp tục, nếu muốn nữa thì cứ tạo lên lớp 5. Cứ vậy, nó cứ ra hoài vậy đó. Nó cần bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu. Ban đầu nó chỉ hiện ra 3 cái thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn cần tiếp tục thì các bạn cứ thế mà các bạn kéo lên ha. Audio cũng vậy. Rồi bây giờ mình nhìn con mắt này nè, là để nó tắt mở cái layer đó. Mình không muốn coi cái layer đó thì mình sẽ bấm tắt thì nó sẽ không hiện ra nữa. Đó, nó sẽ tắt ha. Làm vậy ha. Nó sẽ tắt cái layer này đi. Rồi. Tương tự audio cũng vậy ha. Audio ví dụ giờ mình có là cái voice như thế này. Cho mẹ hết. Đó. Mình có cái voice, mình có những cái bản nhạc khác nhau đi. Ví dụ một cái nhạc là nhạc hòa tấu. Rồi, một bản nhạc là một cái nhạc kịch tính. Đó. Thì bây giờ mình có 3 lai tiếng là audio 1, 2 và 3. Bây giờ nếu mình mute nó, mình mute hai cái này thì mình chỉ nghe cái 1 thôi. Hoặc là mute hai cái này với solo là nó giống nhau. Là chỉ nghe cái 1 thôi. Bây giờ mình nghe cả 3 nè. Rồi bây giờ mình tắt cái lớp 3 đi, chỉ nghe 1 và 2. Thấy không? Tương tự, tắt lớp 2 đi, chỉ nghe 1 và 3. Đó. Rồi. Trong cái ở đây mình có thể chỉnh lớn nhỏ lên xuống, lớn nhỏ để mình dễ thao tác chỉnh cái này. Ha. Bình thường thì cái này quá đẹp. Rồi như vậy là cái phần giao diện và cái phần edit. Bây giờ trong cái phần edit thì nó có video và audio. Thì bây giờ ở cái video này á, bắt đầu mình sẽ học tới các cái thanh công cụ để mà xử lý cái video này. Thanh công cụ thì mình nhìn đây, mình sẽ thấy là nó có một cái thanh công cụ. Nó có rất nhiều cái công cụ để mình làm, nhưng mà mình sẽ focus vô những cái công cụ quan trọng. Gần như những cái công cụ khác nó rất là ít sử dụng, thậm chí là không có sử dụng, thì mình không có đi vào để cho nó. Các bạn có thể hỏi thêm trong trường hợp các bạn thắc mắc, nhưng mà trong phần chính mình sẽ không nói. Thì bây giờ cái thanh công cụ đầu tiên mà mình cần dùng đó là cái phần cắt. Mình bấm chữ C hoặc mình bấm vô cái gửi làm này, và sau đó mình cái video mình sẽ cắt đó. Cắt cái video. Khi mình cắt xong mình phải trả lại cái này, hoặc mình bấm phím tắt nha, bấm chữ C, bấm chữ V. C nè, V nó chuyển lại. Cách thứ hai mà mình không phải bấm chữ C là mình bấm Ctrl K, nó cũng sẽ cắt ha. Ctrl K. Là nó sẽ cắt. Nó sẽ bằng với cái nút cắt ha. Rồi. Thì ở mỗi cái video này, nếu mà mình muốn trim á, mình muốn cắt ngắn nó. Ví dụ như cái đoạn này mình muốn bỏ từ đây tới đây thì mình chỉ việc là kéo nó lại. Và sau đó mình delete cái này. Là cách 1. Cách 2 là mình cắt nó, sau đó mình delete nó. Rồi mình lại delete cái này. À, cách thứ 3 là mình cắt nó. Rồi mình shift delete là nó cắt xong nó dồn lại luôn. Cách thứ 4
là mình bấm control cho nó lên cái màu vàng ha, mình làm màu đỏ nè, mình bấm control nó sẽ lên màu vàng và mình kéo lại điểm này mình thả ra. Thì cách thứ tư chỉ một thao tác thôi, cách mấy cách kia là 2, 3, 4 thao tác, cách thứ tư chỉ một thao tác. Thì các bạn quen rồi các bạn sẽ dùng cách thứ tư ha, để mình cắt. Rồi ví dụ tấm này là mình muốn đè nó lên thì mình sẽ cho nó lên này. Đó. Nó sẽ nằm ở trên đây và mình sẽ mu nó. Có một lưu ý nữa trong cái phần chỉnh hình. Ví dụ như ở cái đoạn này nè, là cái đoạn mình lấy da mình rạch. Thì cái đoạn này á, mình muốn nó tua nhanh đi thì mình sẽ cắt cái đoạn này ra. Mình cắt cái đoạn mà và mình làm cho cái đoạn này nó nhanh. Cái đoạn này muốn nó nhanh đúng không? Có hai cách. Một á, là mình vô cái chức năng cái bấm chữ R, cái chức năng đó, cái chức năng này nè, cái chức năng này mình bấm chữ R xong mình kéo nó lại là nó sẽ nhanh. À, mình làm nó nhanh đi, cái thao tác này nó không cần thiết. À, mình có thể làm cho nó nhanh lên. Rồi trong một số trường hợp thì mình cần nó slow motion thì mình đã kéo ngược qua bên kia. Thì ví dụ như cái này mình, nếu mình muốn nó slow motion thì mình lại kéo ngược qua bên này. Đó, ví dụ có những hành động nước chảy hay là một cái action gì đó mà mình muốn nó slow motion đó, thì lúc đó mình sẽ kéo giãn nó ra. Thì đó là cái cách một. Cái cách thứ hai đó là các bạn click chuột phải, các bạn vô cái speed duration này. Bạn vô speed duration này, các bạn sẽ chọn cái tỷ lệ, ví dụ như 50 là sẽ là chậm, mà các bạn chọn 150 tức là sẽ nhanh. À, thấy không? Thì các bạn có thể chỉnh được cái thời lượng mà mình mong muốn luôn. Nó đang là 20.9 giây, bây giờ mình muốn nó thành 30 giây thì mình gõ số 30 vô, thì lập tức nó sẽ ra 30 giây chính xác luôn. Đó. Cái kéo kia thì nó nhanh nhưng mà nó sẽ không có tính chính xác cho bạn, còn cái này nó hoàn toàn chính xác luôn. Cái phần xử lý hình ảnh, bây giờ âm thanh á, âm thanh thì á, mình sẽ có là cái phần mà bỏ nhạc vô. Vô đây. Hiệu Flycam Popular ở đây nha, nó là gọi là Mavic Air 2. Rồi bây giờ mình muốn cái nhạc này nó lớn hay nhỏ, mình nhìn đây nè, nó có một cái đường này, mình kéo nó lên xuống, kéo nó xuống. Thì cái loại này thông thường nó là cái... Đó, ngoài ra mình có thể mình keyframe cái nhạc này, ví dụ như cái nhạc đầu tiên là nó nhỏ lại. Mình bấm control ha, bấm control và click vào cái đường trắng này, nó sẽ tạo ra bấm control và click vào cái đường trắng thì nó sẽ ra cái chấm này nè, cái này gọi là cái keyframe. Tương tự mình sẽ làm là hai cái keyframe như thế này và mình kéo lên như thế này thì nó cái nhạc của mình nó sẽ từ nhỏ xuống lớn, nhỏ lên lớn. Các bạn hôm nay mình sẽ lớn với các bạn từ một hiệu Flycam Popular hiện nay nha. Đó. Thì như vậy là khi mà mình muốn cái đoạn nào đó nó nhỏ lại thì mình cũng làm bốn cái keyframe mà mình kéo nó nhỏ lại thế này. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây là nhạc lớn dần. Lớn dần, sau đó ngang, sau đó nhỏ dần và ngang, rồi sau đó lớn lên. Thì ví dụ như cái chỗ này là cái câu thoại gì đó, mình muốn người ta tập trung, người ta nghe nói, thì cái nhạc nó phải nhỏ xuống và sau đó nó lên lại, fade in, fade out ha. Thì mình có thể mình chỉnh cái đó gọi là cái keyframe. Thì các bạn nhớ là mình sẽ bấm control và click chuột vào cái chỗ đó. Thì cái chỗ này mình sẽ bấm control và cộng với gì, click chuột. Click chuột và cái đường line trắng. Cái đường line trắng mà mình nhìn thấy ở trong cái audio đó thì nó sẽ tạo ra cái keyframe và lúc đó mình chỉ việc cắm kéo lên kéo xuống theo cái mục đích của mình mong muốn. Thì đó là cái phần âm nhạc, keyframe. Bây giờ có một cái phần quan trọng nữa là cái phần mình đọc voiceover vô. Ví dụ giờ tôi
tôi quay trước, nhưng mà bây giờ tôi muốn tôi nói lại cái lời mình thuyết minh theo cái mà mình dựng lại, mình nói sẽ lưu loát hơn là trong lúc mình làm mình nói. Thì bây giờ lúc đó mình sẽ mình dùng một cái micro hoặc là cái headphone, nó có cái micro, nó có cái đường màu đỏ đó, mình cắm đằng sau cái sao kẹt. Sau đó là mình sẽ nhìn đây nè, ở đây nó sẽ có cái nút audio voice over. Thì bây giờ tôi sẽ mute mất cái tiếng kia đi để nó đừng có ồn ào. Rồi sau đó là ở đây đó, nếu mình cắm cái voice over cái line in vô thì cái này nó sẽ enable lên ha. Còn nếu mình không cắm thì cái này nó sẽ chìm. Nếu mình thấy nó chìm thì mình phải biết là mình chưa có cắm, hoặc là nó bị hư cái micro, hoặc là nó chưa có, nó bị trục chặt cái gì đó. Thì ở đây mình sẽ đọc ha. Mình sẽ nhìn cái hình và mình đọc, mình bấm vào đây. Và nhớ là mình bấm vào cái line nó đang trống nha, line 1, line 2 nó đã full rồi, thì mình bấm vào line 3. Bắt đầu nó sẽ đếm nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Flycam Mavic Air 2. Thì trong cái phần này á, là một cái thiết bị của DJI, và nó có một cái chức năng rất là phổ biến và thông dụng cho những người dùng Flycam. Thì hôm nay tôi sẽ làm động tác là open cái box này ra và hướng dẫn cho các bạn xem những cái tính năng của nó, cũng như là các cái cách mà lắp ráp nó. Thì đây là cái box mà tôi sẽ mở ra, thì các bạn theo dõi ha. Đó, thì như vậy á là mình đã record xong, và mình có thể mình nghe lại nè. Và ở đây nếu mình nhìn đây thấy nó nhỏ xíu đúng không, nhìn thấy đây nó nhỏ xíu nè, thì mình sẽ tăng gain nó lên. Ví dụ tôi tăng lên 20 dB, sẽ nghe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Flycam Mavic Air 2. Thì trong cái phần này á, là một cái thiết bị của DJI, và nó có đó, thì lúc này mình muốn mở nhạc lên để mình để cũng ok. Và trong trường hợp các bạn muốn giãn cái tiếng nó ra, ví dụ tôi đọc một câu tôi nghĩ mình có thể mình tách ra được, thì mình xử lý đây. Ví dụ đây mình coi nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Flycam Mavic Air 2. Rồi ví dụ như tới đó mình muốn ngắt nó ra, thì lúc này mình cũng dùng cái chữ C này nè, mình cắt nó ra và mình dời cái này ra. Thấy chưa? Dạ ra. Phần này á là một. Và sẵn tiện ở đây tôi nói thêm một cái tính năng của cái audio ở đây, các bạn thấy nó có nhiễu nè. Tức là cái tiếng xè xè của cái micro. Tiếng ồn của cái môi trường á, thì như vậy á mình có cái mục effect ha. Trong trường hợp cái effect này mà các bạn thấy nó mất á, thì mình sẽ vô window, mình đi tìm effect mở ra, làm sao để mình có được cái pin effect. Cái effect và cái pin là hai cái quan trọng nhất của mình. Thì mình nhìn thấy đây, còn mấy cái khác mình không có care. Rồi, ở đây mình sẽ vô cái phần là audio effect, và mình tìm cái denoise, và mình thả nó vào. Các bạn sẽ quan sát nè. Đó, thì nó sẽ không còn nhiễu nữa. Hồi nãy nó nhiễu ha, này nó nhiễu nè. Thấy chưa, cái nhiễu nó nằm ở đây nè, không? Nhưng mà bây giờ khi mà tôi bỏ cái này vô thì cái nhiễu nó mất, nó chỉ còn có một cái rất là nhỏ. Nó không có nghe tiếng nhiễu nữa. Thì đó là một cái tính năng mà trong lúc này tôi thấy nó tiện, tôi nói ra luôn. Mình chưa có đi sâu vô cái phần là xử lý kỹ xảo, nhưng mà nó có thể ứng dụng được liền thì tôi nói luôn. Đối với các layer âm thanh á, nó không có phân biệt là cái lớp nào ưu tiên hơn lớp nào, mà nó chỉ là cái volume lớn hay nhỏ. Cái volume lớn thì nó sẽ lớn hơn mấy người khác, chứ nó không như cái hình nó sẽ ưu tiên cái lớp trên cao.
Còn đối với âm thanh là nó sẽ mix lại, và thằng nào nó cũng sẽ nghe hết, thằng nào lớn thì thằng đó thắng thôi. Đó, nhưng mà nó sẽ nghe hết, trừ khi là mình bấm solo thì mình nghe một like, còn mình bấm mute thì mình tắt cái like đó. Còn mặc định nó sẽ nghe hết ha. Và các bạn lưu ý chỉnh volume thì có thể chỉnh bằng cái đường like này, hoặc là mình chỉnh bằng cái audio. Click chuột phải mở lên cái bảng này, chọn cái audio gain và chỉnh thông số vô. Thì chữ, ví dụ như chỗ này mình muốn lên một cái tên là hướng dẫn sử dụng Mavic Air 2, thì mình sẽ vô cái phần là Graphic and Title, mình chọn New Layer, mình chọn Tag và mình gõ vô đây hướng dẫn sử dụng Mavic Air 2. Rồi mình có thể là mình chọn vô cái phần Essential Graphic nè. Này là cái phần chỉnh màu, cái phần chỉnh chữ đây. Thì ở đây mình chỉnh canh giữa nó. Đó. Rồi mình cho nó cái phông chữ nó đẹp hơn, lớn hơn. Đó, lớn hơn. Rồi mình chỉnh màu sắc của cái chữ. Mình chỉnh cái viền của cái chữ. Không? Rồi mình chỉnh background của chữ. Ví dụ background của mình là mình muốn nó màu xanh lá cây đi. Đó, cái độ trong suốt của nó. Rồi shadow. Đó, thì mình cứ chỉnh như vậy. Rồi hello các bạn, hôm nay mình sẽ... Đó là cái phần text của mình. Rồi. Thứ hai nữa là mình muốn làm phụ đề. Bây giờ cái phần text của mình có thể dùng ở trong cái phần template, tức là những cái mẫu có sẵn. Những cái mẫu có sẵn thì mình sẽ chọn đây. Ví dụ như bây giờ mình muốn cái mẫu có sẵn là này. Đó, mình gõ vô. Gõ vô Mavic Air 2. Thì đây là những cái template nó có sẵn. Nó có những cái template khá là đẹp. Mình có thể mình chọn trong đây cho nó nhanh. Thấy không? Rồi bây giờ mình có thể mình làm cái phụ đề. Đó, ví dụ như chỗ này tôi muốn lên một cái phụ đề là cái phần này tôi sẽ nói về cái gì đó, thì tôi bỏ ở đây. Đó, ví dụ mình ghi là phần này tôi sẽ nói về flycam bla 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 gì đó ha, thì cái chỗ này nó sẽ hiện lên. Đó, bây giờ mình muốn tiếp tục mình làm tiếp thì mình cứ copy cái này ra, Ctrl C Ctrl V. Đó, mình Ctrl C Ctrl V, mình lại là thiết bị Mavic Air 2, ví dụ vậy. Đó, thì nói chung là mình cứ copy, mình dán ra và mình cứ tiếp tục như vậy. Rồi, ở trong đây ngoài ra nó có những cái template có sẵn, tuy nhiên ở những cái phiên bản Premiere khác có thể là bạn sẽ không có cái mục này. Ví dụ như cái Sprite này, thì khi mà tôi đưa vào đây thì nó sẽ lên cái template sẵn này, và mình có thể mình sử dụng nó, mình không cần phải design lại. Ok ha. Rồi, đó là cái phần phần text. Mình có thể mình vẽ một cái hình, hoặc là mình làm một cái hình vuông thế này, một cái bo để mình ghi tên, hay là một cái thông báo gì đó, thì mình có thể là mình chỉnh sửa màu sắc ở đây, rồi
cái độ trong suốt thế này đó, rồi sau đó là mình add cái nội dung lên đây đó. Thấy không? Ví dụ như là link mua sản phẩm thế này là các bạn sẽ đưa cái đường link ra, thì như vậy mình làm cái bond, cái bond như vậy để cho nó rõ lên, nó highlight lên cho người ta dễ thấy cái sản phẩm và cái thông tin mình đưa ra. Thì đó là cái phần text mình sẽ sử dụng trong trường hợp như vậy. Rồi bây giờ cái mục nữa là cái mục sơ bộ về cái này mình sẽ nói trong cái phần 2 nâng cao ha. Nhưng mà ví dụ đây là cái mục chỉnh màu. Giả sử bây giờ cái màu sắc của cái video clip này mình muốn là cái màu nó đậm lợt, trắng đen, chỉnh đây. Đó, Bosue nè, Contrast nè, Highlight nè, ha, Shadow nè, ha, điểm sáng, điểm tối nè ha. Đó, thì những cái mục này mình sẽ đi sâu vô sau, nhưng mà nó là cái mục chỉnh màu, rồi chỉnh đẹp da, rồi chỉnh cái tông màu theo phim, rồi mình blend màu như thế nào đó. Thì nó là cái Lumetri Color này. Và ở trong cái cửa sổ này nè, Effect Control này, nó là điều chỉnh tất cả những cái thông số hiệu ứng cho một cái clip. Ví dụ bây giờ tôi bỏ cái clip và cái tone này vô, tôi làm logo và tôi muốn cái logo này nó bay tới bay lui cho người ta chú ý, thì tôi sẽ vô cái mục Effect Control ha. Bên đây nó có 3 mục, là mục sụt, Effect Control và Audio. Thì bình thường mình sẽ để mục sụt, nhưng mà khi mình chỉnh hiệu ứng cho một cái clip gì đó thì mình sẽ vô cái mục Effect Control. Và lúc này mình sẽ thấy là mình sẽ có nè, Scale nè, trái phải nè, không? Đó, mình lên đây. Ví dụ giờ tôi cho nó nằm đây. Rồi sau đó nó là mình có một cái kỹ thuật là kỹ thuật keyframe. Phần này mình cũng sẽ nói kỹ trong phần 2. Ví dụ tôi muốn là đầu tiên nó nằm đây, sau đó là 5 giây nó bay qua bên trái. 5 giây thì mình canh cái thời gian trên đây nè, bay bên trái. Sau đó là nó lớn nhỏ, thì tôi sẽ scale nó và cho nó lớn lên, xong cho nó nhỏ lại, xong cho nó lớn lên. Rồi sau đó tôi lại bay nó về 5 giây sau. Thì như vậy tôi sẽ keyframe nó và cho nó bay về. Thì như vậy đó là cái kỹ thuật để mà mình có thể motion một cái clip của mình. Một cái clip của mình, bất kỳ một cái clip, một cái object nào ở trên cái màn hình, mình đều có thể dùng cái hiệu ứng motion này để mình điều khiển nó theo cái ý của mình. Thì đó là cái mục Effect Control. Tất cả những cái effect nào mình dùng thì nó sẽ đều xuất hiện trong Effect Control. Ví dụ giờ tôi muốn làm mờ cái khuôn mặt của anh này, tôi dùng cái camera blur chỉnh thì nó sẽ mờ. Nhưng mà bây giờ mình mờ bao nhiêu thì mình sẽ vô cái phần Effect Control này để mình chỉnh nè. Đã, mờ nhiều hay mờ ít. À, tất cả những effect mình thả vô cái clip của mình thì cái Effect Control nó sẽ thể hiện các cái thông số trên đó và nó cho phép mình điều chỉnh theo cái ý mình mong muốn. Ví dụ giờ chỉ mờ khuôn mặt của ảnh thôi, thì bây giờ là mình sẽ đánh dấu cái mặt ảnh thôi. Đó, nó chỉ mờ cái mặt thôi chứ nó không mờ những chỗ khác. Tuy nhiên nó còn có kỹ xảo khác như là mosaic để mình có thể. Và bây giờ phần cuối cùng là mình sẽ export cái video của mình ra bằng cách nào. Thì bây giờ sau khi mình dựng xong, giả sử video của mình tới đây là hết, thì mình sẽ đánh dấu cái điểm out. Điểm out mình bấm chữ O, điểm out mắc out, hoặc là trên đây mình bấm điểm out, bấm điểm in. Rồi sau đó mình bấm Ctrl M, hoặc là mình vô đây bấm Ctrl M. Ở đây mình sẽ chọn là in out nhé. Cái này là nó xuất nguyên một bài luôn, xuất này là xuất in out. Sau đó mình chọn cái đường dẫn ha. Rồi sau đó mình đặt cái tên ở đây. Và ở đây mình sẽ chọn cái mục là max, là chọn cái chất lượng cao nhất,
cái này là chất lượng theo cái từng cái hạ tầng của mình, nhưng mà chọn cái này là cái tốt nhất, là cái cao nhất, và sau đó mình bấm export. Còn cái nút Center Media Code này để cùng lúc mình xuất nhiều file, mình vừa xuất mà mình vừa dựng. Còn cái này là mình coi như mình có một file mình xuất luôn, thì mình sẽ chọn cái mục này đó. Sau khi mình xuất xong như vậy thì cái sản phẩm mình là xong. Thì như vậy trong phần 1 của tôi đã hướng dẫn các bạn cơ bản để các bạn có thể hiểu cái phần mềm hoạt động như thế nào, dựng được những cái phần cơ bản. Trong phần 2 thì nó sẽ đi sâu vào thực tế hơn và những cái kỹ xảo, những cái ứng dụng, và đi vào những cái clip mà thực tế mình đang dựng và xử lý như thế nào để cho các bạn có một cái clip tốt nhất. Thì ở phần thứ 2 này, nếu các bạn có thời gian, các bạn hãy follow để mà theo dõi cũng như là làm theo. Và tất cả những ý kiến của các bạn, các thắc mắc của bạn, xin hãy comment trong cái video này, tôi sẽ hướng dẫn tất cả. Chúc các bạn thực hành với cái bài 1 thành công nhé.